mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một gọi là một con vũ khí. Vũ khí mới mình mới được tặng mọi người ạ. Đây, bóng CR7 à? Chính là một chiếc bóng Nike CR8 hay CR7 mà do hôm trước sinh nhật mình em cũng đã tặng cho mình. Và hôm nay thì mình đã đem ra sân để tách với mấy anh em cho mấy anh em test của bóng CR7 nha. Anh sờ thử lần đầu tiên được sờ quả bóng CR7 nó mịn. Hôm trước thì mình có đăng lên Facebook xong rồi Phan Anh có báo của mình là ông mà giá cho mình mượn quả bóng mình về mình test nhé. Thì hôm nay đây mang ra sân cho anh em test luôn. Nói chung là bóng này bóng siêu không rách được, yên tâm. Okay. Bóng hit. Có nghĩa là anh em mình nếu có lỡ đá rách thì lại không phải đền đúng không? Đúng rồi. Rách thì cũng không sao. Ta phải tính đến trường hợp xấu này xảy ra chứ. Không, nhưng mà bóng này bóng xịn không rách được, anh em yên tâm. Tí biết làm gì đấy. Và đằng sau thì còn hai anh em nữa, anh em vào đây luôn đi. À, hacker. Ông ơi chuẩn bị đi sang bên Ukraine. Đây, anh đừng cạnh. Thôi, đứng cạnh anh đứng cạnh đi. Nhớ em còn làm gì hôm nay ông về hacker với mẹ chết. Anh sợ lắm. Kiểu đứng trong hôm nay. Hôm nay ông mày mà thua game thì đừng có hack với anh em ở đây nhá. Đấy mà game đầu tiên mình muốn ra cho anh em và để cho anh em test quả bóng này đó chính là tâng bóng. Hôm trước thì anh Phúc cũng cho mình tâng 10 giây. Thì hôm nay mình tâng có 36 quả thôi. Không biết trong ngày hôm nay thì anh em ở đây có phá được cái kỷ lục đấy của mình không. Và game 1 thì sẽ là tâng bóng 10 giây. Xem ai sẽ là người được nhiều điểm nhất. À tâng nhiều nhất. Ai thua thì sẽ bị chịu hình phạt của mấy anh em còn lại nhá. Không, anh em mình cứ chơi tổng điểm đi. Như anh Phúc anh ấy quay ấy. Ừ đấy tổng thì điểm 3 trò lại. Ừ ok, tổng điểm 3 trò lại. À không. Không. Cái này là cho anh em test bóng thôi, không tổng điểm gì cả. À, ok. Và lần test đầu tiên đó chính là tâng bóng. Bắt đầu. Và đây hiện tại là 00 giây à? Ông mày bấm giờ đừng hack luôn cái điện thoại của anh Tuấn nhá. Điện thoại của anh Tuấn nhá. Thuần mỗi cái lịt nữa các bạn. Ok thôi, để mình đi mở màn cho anh em đến nhá. 10 giây à? 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ 32 quả. 30. Đổ nó. 28 quả. Con này đến được 28 quả. Sao không phải đến được 30? Anh Tuấn đến được 32. 30 là quá rồi, lúc 30. Ôi các bạn ơi. Đếm đâu? Anh đâu đếm? Tôi đếm được 32. Anh em mọi người đang xem clip đếm được bao nhiêu quả thì cùng comment ở phía dưới nhá, nhưng mà thôi cho là 30 đi. Thôi, ok không? Ok để tôi. Hôm trước tôi được 36 quả, sao hôm nay tôi được mỗi 30 quả nhờ? Chính độ là đi xuống hay sao ấy nhở? Chắc là đi được rơi mất 1 quả. Lần đầu tiên của anh xem bạn anh tôi bao nhiêu quả. Bị sắp bị gì đây? Mèo từ tuần trước chưa ra. Ok, bạn anh à. Em bạn anh tớ được bao nhiêu quả? Rồi nhá. Mình tính cái đàn lấy. Đúng mạch cơ. Ok, có cái tớ thử không? Có cái tớ thử không? Tớ thử đi. Cho tớ thử đi, bấm lại đi anh cơ. Tiếp là phải tập hai chân à? Anh tập một chân cũng được, tùy anh. Ok. Ok, sẵn sàng chưa? Được, bắt đầu nha. Nhảo mới là nhiều là được anh. Được chưa? Ok. Bấm lên. Hai cơ bấm đi. Bắt đầu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ê! Ê! 26, 27, 28, 29, 30. Ôi trời ơi! Mình không ngờ Văn Anh chỉ dâng được 25 quả. Mà rõ ràng Văn Anh tâng rất là nhanh nha, kiểu tâng rất là đều luôn, kiểu nhảy tâng rất là đều luôn. Mà được có 25 quả. Nó bị rơi đấy. Mình thì thấy Văn Anh rất là vội, kiểu gọi là gì nhỉ? Chân thì nhanh đây nhưng mà bóng nó lên tận đây gấp với sao như vậy thành ra hay là cho anh này nhiều ấy. Ok cho bạn anh một lần nữa nhá, một lần cuối cùng thôi nhá, một lần cuối cùng nhá. Đây cuối cùng là tính luôn nhá. Lại nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 27 quá. Hơn là 2 quả. Ôi không sao. Đi được không? Hơn là vẫn là hơn rồi đúng không bạn ạ? Biết rồi, hơn anh Tuấn nữa. Thôi bây giờ thử nhà vô địch Việt Nam của chúng ta, xem nhà vô địch Việt Nam của chúng ta. Thử không anh, có cần thử không anh? Ôi ok không? Được nhá. Bóng hit đấy, kiểm tra. Mấy hôm nay mình không động vào quả bóng này rồi các bạn ạ. Nào đừng đi cho. Bóng này là bóng hit. Bóng hit nó phải khác anh. Nhưng mà là đầu tiên tâng bóng ở CR7 các bạn ạ. Nó được boost sức mạnh nha anh. Giống như kiểu chơi Fire sơ súng là được tăng sức mạnh ấy. Đúng không bạn? Ok chưa hacker. Ok, 3, 2, 1. Từ từ. Bắt đầu tôi bóng xuống theo bóng này. Ok, mọi người đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 quả. Ôi sao hacker 10 giây đi nhanh ấy nhờ. Hacker bấm chuẩn đấy là đúng 10 giây luôn này.
đúng là hạnh cơ đúng không? Và lần đầu tiên ăn có được 31 quả và Văn Anh vẫn đang đứng đi vị trí best mọi người. Cho anh cơ tầng đi. Đây đây đây, hạnh cơ cuối cùng ấy. À Khánh. Vào đi em. Gì đấy? Chơi đi. Xem 10 giây Khánh được bao nhiêu quả. Khánh đi là thủ môn mọi người ạ. Hôm trước thì mình có quay video đội mình làm với đội Văn Anh. Thì hôm nay mình có ghi một siêu phẩm vào lưu của Khánh mà ông nào không biết ông nào không quay. Chán thật đấy. Không phải là không quay đâu, quay nhưng mà cameraman là bạn của Khánh nên là rồi về xóa đi. Ok, chúng ta sẽ Khánh nói những bài đồng hồi nhá. Em ngày xưa em cũng tăng thủ đấy. Thôi, bây giờ Khánh thủ môn thì thôi cho Khánh 15 cho Khánh 15 giây đi, ok không? Ok, 15 giây. 15 giây nhá. Chọn 1 phút luôn. Tân đi em, cố lên. Nhưng mà Tân là về về cắt ra từng đoạn một, đoạn một. em cứ tầng đi. Tân đi nào. 1, 2, 3 bắt đầu. 4, 2, 3, 4. Chơi đi, 5, 5 rồi. Anh cơ chơi đi sao? 5 rồi. Chơi đi, 6, 7, 7 ơi. 8, bắt đầu. 8 quả. Vậy là sau lần đầu tiên thì Khánh tăng được 9 quả thôi mọi người ạ. Và mình trịnh trọng thông bộ. Thông và báo. Mình trịnh trọng thông báo với mọi người. Vương Văn Anh chính thức bị xóa khỏi ngôi bét bảng. Ôi thiệt, Văn Anh thấp 3 lần Khánh, 27, 3 lần 9 đúng không? Hacker cho anh. Ôi trời, hacker. Biết đâu hacker thì kém thì sao? Hacker có khi kém hơn em ấy. Ôi, cứ trên phòng không? Sao lại 15? Sao? Cho hacker 15 giây. Đúng rồi, Khánh 15 giây. Khánh 15 giây. Cho hacker 15 giây luôn. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3. Đây, 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 đây. Hacker, hacker. 4, 5, 6, 7. Ôi thôi rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, vâng em ý là ngày xưa tôi được 5 quả rồi, trong quả này kiểu tăng sức mạnh được thế là cũng gọi là thành công rồi đúng không? Đúng rồi. Còn hacker thì sao? 4 điểm sức mạnh. Đấy, bình thường. Bình thường à? Nhưng mà hồi xưa tôi hacker tăng được bao nhiêu quả? Bình thường không biết tăng rồi. Không biết tăng vui rồi. Nhưng mà hôm nay tăng được mười mấy quả. Yêu thật đấy. Có bốc phết. À, thế là kiểu bóng và bóng real này là bốc sức mạnh các bạn ạ. Thôi An Tuấn thì cảm nhận sao về quả bóng? Thực ra thì sao hỏi mình buồn thế? Ông bạn bình tĩnh. Thực ra thì từ bé đến mình cũng đã tâng vài quả bóng real, quả bóng mà bóng hiệp, bóng giải thi đấu ấy, giải thi đấu ví dụ Premier League hay là Champions League mình cũng đã tâng rồi nhưng mà chưa bao giờ được động quả bóng của CR7 các bạn ạ. À đây là tâng bóng real đâu biết. Thì nó gọi là gì nhỉ, cảm nhận của mình thì nó êm hơn không anh? Tâng cũng sướng, bóng này cũng kiểu nó nhẹ đậm. Không, mình cảm thấy nói như nào nhỉ, nói chung là sướng các bạn ạ. Bóng real bao giờ cũng sướng nhá. Thôi để đến mình cảm nhận các bạn ạ, thì mình là chủ nhân của hôm nay thì mình cảm thấy nó tâng rất là nhẹ luôn. Mà không biết sút như nào thôi, tại vì mình mới chỉ tâng thôi mà. Hôm trước thì mình có sút penalty thôi, thì anh em làm tí nhá. Ok không? Không, nhưng mà hôm nay em không dám sút đâu. Sao không dám sút? Sút là sót. Không, sút đi để còn mình cảm nhận. Cảm nhận ơ. Ở đây, đến ông bạn già mình cảm nhận đi. Đấy bạn nói đi bạn. Quả bóng này như sinh ra dành cho mình như sao ấy. Ngày xưa mình tâng được có 20 quả thôi. Bây giờ tâng được 27 quả, đúng là tâng đau thật mọi người ạ. Đấy, nói chung là tôi xin luôn nha chúng em. Ok, thế mà tí nữa ông mà thắng nha tôi cho ông mượn ông về ông tập luôn, ok không? Ok. Thế nhưng mà thắng nha, nhưng mà phải thắng. Tưởng cho luôn. Tưởng cho luôn. Không, đồ này không cho luôn được, đồ này cho mượn về tập thôi. Ok. Để búp sức mạnh, ok không? Vậy là lần đầu tiên thì Khánh về xếp cuối bảng, xong rồi đến Hacker, xong đến Văn Anh, xong đến Hắc Tuấn. Và duy trung chủ nhân đổ bóng thì vẫn là dẫn cái dẫn đầu bảng mọi người. Ok, và bên sẽ là thứ nhất cuối cùng là sút penalty, mỗi người chỉ sút một quả thôi, 4 người sút. Ai mà thua thì sẽ phải chịu hình phạt của người thắng. Một quả thôi à? Khánh sẽ là người bắt gôn. Và ai thua thì sẽ bị nhất ra phạt nhá. Ok không? Ông sút trước. Ok, cho ông bạn già đi trước. Hách cơ đi cuối à? Chết cháy rồi. Ông sút thế nào, ông sút. Ai? Chữa còn được nên là dày Nike CR7 luôn nhá. Ôi chê. Nice CR7. Hôm nay biết rồi. Hôm nay biết là tết máu không sao, mang cả tất cả giày CR7 các bạn. Cả tất cả Nike luôn này. Nike, Nike CR7. Áo Lightning. Đây cũng là Nike nhưng mà là Lightning. Còn gì không biết. Ok chưa? Ok, anh ơi cố lên, anh tin em. CR7 mà xuất lên rồi cũng mất mặt lắm. CR7 này. Theo mọi người đi phòng ông này có vào không? 5, 4, 3, 2, 1. Và bây giờ sẽ là kết quả nha. Wow.
nhiệm bán độ hay sao? Ông thủ môn này tôi không tin lắm đâu. Thủ môn về hack. Hay Facebook thủ môn nhá. Vớ ba vớ bẩn bắt. Nào, sau lần đầu tiên ông sút thì ông cảm nhận thấy quả bóng này nó như nào? Sau một lần sút. Tôi thấy quả bóng này, tôi đang nói rồi mà, quả bóng này sinh ra chỉ dành cho tôi thôi. Không, nhưng mà bảo hình như là quả bóng này chỉ để tập thôi mọi người nha, mình lại mang ra mình đem sút nhưng mà không sao. Đúng rồi, bóng này nó trơn, em đáng em bắt được rồi nhưng mà nó trơn, nó xoẹt. Em bị bắt được đường tay đúng không? Ôi, đấy là quả ác quấn. Để ác quấn sẽ làm gì với quả bóng? CR7 đấy nhá. Anh đừng có đụng chạm hacker mệt đấy. Không, nhưng hack tất cả các nền tảng mạng xã hội mà ông muốn hack chân tôi nữa. An Tuấn. Ôi trời ơi. Lần này hôm nay mình chứng kiến hơi nhiều pha mà thủ môn bị đập vào mồm các bạn ạ. Mình thật sự thương anh ý. Nãy thì mình có sút một quả penalty theo nè. Mình sút vào con dọc của đập vào. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the DR. Ấy, nào sao? Cảm nhận về quả bắt đầu tiên của mình. Bắt bằng mặt là em. Em không, quả đấy em thấy dễ, quả em bắt bằng mặt cho người khán giả trầm trồ. Đấy anh ấy. Anh Tuấn sút thì em thấy cũng hơi non đấy. Làm các bạn. Cứ cũng giống cái lốc xe của em đúng không? Đây non. Ok thôi, về hacker đi. Hacker làm việc đi xem nào. Hacker bình thường thế nào, số 1 Việt Nam thế nào. Hacker bình thường chỉ bấm máy tính thôi, hôm nay dắt suốt cả bóng luôn, cả CR7 luôn. Các bạn nhìn nhá. Mất bóng. Ai? Công vụ người. Hacker đi đá bóng nha, cần phải mang đồng hồ xem giờ giấc. Về còn làm việc đúng không? Các bạn nhìn để ý đường bay của bóng nha, nó bay. Sợ lên bóng đen nó dập xuống thủ môn không biết đâu mà lần này. Hacker. Ui giời, hacker lại lởm rồi. Ôi, để tôi chung luôn đây. Hacker lại lởm rồi các bạn ạ. Hacker này, nào rút lại đi. Ok, cho rút lại một lần. Thì hacker nhân nhượng luôn. Hacker này rút hai lần. Ok, cho hacker rút hai lần nhá. Nào xem hacker làm gì à? Con em mặt trời không lý do này. Ai trời. Hacker cũng là fan của Ronaldo các bạn ạ. Thôi tí nữa đừng phải hack cái nick 400k nhập 400 triệu follow của Ronaldo nhá. Đi chung đúng không? Tôi là đến lượt đi chung luôn nhá. Anh có làm được việc hay không? Ôi! Ông pha sút bóng đánh lừa. Bây giờ thì hai anh em chịu phạt đi nhỉ? Rồi hai anh em chịu phạt đi. Hình phạt nào? Hình phạt nào? Ai biết gì đâu? Hình phạt nào? Làm gì vào? Vào đâu mà vào? Anh đây. Anh có mảnh ngựa đâu mà hú. Anh có mảnh ngựa đâu mà hú. Thì bây giờ em có muốn hình phạt gì không? Không. Em có muốn ra hình phạt gì không? Không. Thôi, alo. Quay đi. Tưởng ai gọi thật ạ? Mày gọi nhà. Hai ông này ôi hình phạt đơn giản thôi. Đừng có ôi hình phạt đơn giản. Ok. Ờ. Bóng CR7 mà vào mông là không đau đâu anh. Thật. Nhà mà hacker đi. Tránh nó xỉu ở đây. Hacker à? Ôi trời ơi. Ôi. Còn em mình còn mắt. Hai đứa ba kia còn em. Nhanh. Hai anh em mày có vẻ khá là may mắn rồi mày hả? Rồi có các bạn ơi. Non. Thế là ông tour game. Ok, và video của mình đây là kết thúc. Cảm ơn rất là mọi người đã xem hết video của mình. Các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe, đăng ký kênh nhá. Thôi này, bán ra lại quả bóng cho ông bạn già về tập luyện nhá. Cố lên. Xin nhá. Bye mọi người, những clip tiếp theo.